Xin chào tất cả các em ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ cho các em cái cách để ông ta tham gia học trực tuyến cùng với thầy cô qua cái phần mềm Zoom nha mấy em. Thì đầu tiên các em cần phải có cái phần mềm Zoom cài trong máy tính của mình. Nếu như các bạn nào ông ta chưa có thì các bạn có thể lên Google, các bạn gõ cho thầy vô là cái từ Zoom ha, rồi mình gắn Enter ha, Zoom ấn Enter. Và sau đó các bạn hãy truy tìm đến cái vị trí là cái địa chỉ là zoom.os, thấy không ạ? Đó, có chữ download này. Đó, thì các em hãy click vô chữ download này nha. Các em nhớ vô đúng địa chỉ là zoom.os nha mấy em. Đó, sau đó là ông ta ấn download nha. Đó. Thì ông ta đợi ông giây lát. Thì cái trang download của Zoom ta sẽ hiện lên là Zoom client cho cuộc họp này, cho máy tính ha. Chúng ta tiến hành tải xuống nha. Tải xuống là phiên bản mới nhất nè. Rồi, thì các bạn đợi chờ ông giây lát. Thì cái phiên bản Zoom này có tầm khoảng 15 mê mấy thôi. Rồi sau đó tải xong chúng ta click vô là cài đặt nó. Các bạn đợi giây lát thì quá trình cài đặt này diễn ra hoàn toàn tự động nha em. Diễn ra hoàn toàn tự động là thấy không? Thì các bạn đợi xíu nha. Thì phần mềm Zoom ta sẽ hiện lên thôi. Rồi ok, chúng ta đã cài đặt xong. Như vậy sau khi chúng ta cài đặt xong, chúng ta có một cái giao diện như vậy mấy em ha, giao diện như vậy gồm 4 cái nút như là cuộc họp mới, rồi tham gia và lên lịch và chia sẻ màn hình. Và các em học sinh chúng ta chỉ quan tâm ở cái nút tham gia này thôi nha, không cần nhiều. Rồi chúng ta ấn tham gia để vào lớp học nha. Thì các em cần phải có được cái ID cuộc họp và cái mật khẩu cuộc họp mà thầy cô đã cung cấp. Thí dụ ở đây thầy Kiên cung cấp cho các bạn một cái ID lớp học thầy Kiên như sau nha. Thí dụ ở đây ID lớp học thầy Kiên là 92129320566 chẳng hạn. Đó, thì các bạn sẽ dán cái ID của họ vào đây, dán vô. Và các bạn cũng lưu ý rằng chúng ta nhập đúng họ tên lớp của mình vô nha. Thí dụ bạn tên là Nguyễn Văn A. Rồi đằng sau là các em phải ghi lớp vô nha. Thí dụ các em cái lớp 8A4 thì các em ghi lớp 8A4 vô nè. Đó. Rồi chúng ta tiến hành tham gia nha, tham gia. Rồi mật mã cuộc họp thì các em hãy nhập mật mã vô mà thầy cô đã cung cấp. Ở đây mật khả ví dụ là 123456 ha, mình ấn nhấp dán vô ha. Mình tham gia cuộc họp nha em. Các em đợi trong giây lát thôi thì cuộc họp này sẽ bắt đầu. Rồi ok. Như vậy chúng ta đã kết nối thành công đến cái phòng học của thầy Kiên rồi mấy em ha. Thì trong khi các em quá trình các em tham gia học á thì các em tắt mic đi ha. Khi nào thầy cô yêu cầu các em mở mic thì các em mở hoặc. Và các em hãy bật camera lên để thầy cô quan sát mấy em ha. Bật camera lên nè. Đó, camera là các em thấy không? Cái tay của thầy là thấy không ạ? Đó, Nguyễn Văn A nè. Đó, đây là cái camera của chúng ta nè. Hiện tại thầy đã che lại ha. Rồi các em quy trình thì các em hãy bật camera lên ha. Rồi giả sử đi đâu đó hoặc là bận chuyện riêng gì đó thì chúng ta có thể tắt dừng camera tí xíu ha. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Giả sử các em muốn phát biểu ý kiến ha thì các em có thể vào mục là ứng dụng, rồi các em chọn là biểu tượng là giơ tay. Ha. Thì thầy cô sẽ biết được là các em đang phát biểu ý kiến. Như vậy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thầy đã chia sẻ cho các em cái cách để chúng ta học trực tuyến bằng phần mềm Zoom trên máy tính và PC của chúng ta. Rồi, xin chào tất cả các em. Chúc tất cả các em thành công. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.